Báo Tuổi Trẻ thông tin, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần quan trọng thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, đặc biệt kết nối cứng vì lợi ích người dân. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Trong ngày 20 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và công ty MedVII. Chiều ngày 20 tháng 8, kết thúc 18 hoạt động tại Trung Quốc sau 3 ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã về đến Hà Nội, khép lại chuyến thăm đầu tiên trên cương vị mới đến Trung Quốc. Cộng đồng chia sẻ tương lai. Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định chuyến công tác đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện. Hai bên đã ra tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, đi sâu xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Tại các cuộc trao đổi, hai bên đã đạt nhận thức chung rộng rãi về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc theo định hướng 6 hơn. Trong đó với tin cậy chính trị cao hơn, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng và hai nước, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, cùng định hướng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Còn với hợp tác thực chất sâu sắc hơn, minh chứng rõ nét nhất, có thể cảm nhận thấy ngay trong chuyến thăm là việc các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương hai nước đã ký kết 14 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm dịch, hải quan, y tế, truyền thông, hợp tác địa phương, dân sinh. Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, sau chuyến thăm này, trong thời gian tới hai bên nhất trí sẽ tạo thuận lợi hơn nữa về thương mại, mở rộng xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thực hiện tốt kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai con đường, trong đó thúc đẩy kết nối cứng giữa hai nước về đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc, kết cấu hạ tầng cửa khẩu, nâng cấp kết nối mềm về hải quan thông minh, cửa khẩu thông minh. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Có thể nói chuyến đi Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần củng cố thêm niềm tin vào sự phát triển thực chất hơn nữa trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Đối với người dân, nói như giáo sư Wang Wen thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, sự tích cực về quan hệ chính trị sẽ giúp thúc đẩy và mở ra nhiều cơ hội hơn cho các hợp tác thực chất, đặc biệt về thương mại. Trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hoan nghênh Trung Quốc tham gia hợp tác trong dự án xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam-Trung Quốc, cũng như hợp tác trong các tuyến đường sắt Viêng Chăn-Vũng Áng, đường sắt đô thị tại Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện để sớm thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh và các văn phòng xúc tiến thương mại, đề nghị hai nước sớm triển khai thí điểm cửa khẩu thông minh. Đây đều là những đề nghị thiết thực tạo dựng nền tảng về chính trị để đem lại những kết quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận được. Lấy ví dụ như thí điểm cửa khẩu thông minh, đề án thí điểm cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mở ra cơ hội tăng cường hơn nữa giao thương giữa hai nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao. Theo ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, đề án thí điểm cửa khẩu thông minh là đề án lần đầu tiên triển khai ở Việt Nam. Trong giai đoạn 1, thực hiện đề án từ quý 3 năm 2024 đến quý 2 năm 2026, tỉnh Lạng Sơn sẽ mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088-2 đến 1089 từ 4 lên 8 làn xe, gồm 4 làn xe xuất và 4 làn xe nhập, trong đó có 1 làn xe xuất và 1 làn xe nhập cho xe tự lái. Đồng thời mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 đến 1120 từ 6 lên 8 làn xe, trong đó có 1 làn xe xuất và 1 làn xe nhập cho xe tự lái. Giai đoạn 2 từ quý 3 năm 2026 tới hết quý 3 năm 2029 sẽ triển khai vận hành thí điểm cửa khẩu thông minh, đồng thời tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thành mở rộng hạ tầng khu vực cửa khẩu, đảm bảo đồng bộ với phía Trung Quốc, trọng tâm là hạ tầng bến bãi. Các mặt hàng thí điểm gồm hoa quả, linh kiện điện tử xuất khẩu của Việt Nam, các nước ASEAN và linh kiện điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc. Với điểm thuận lợi là quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang tốt đẹp, có cơ sở để kỳ vọng vào sự thành công của đề án tại Lạng Sơn và nhiều sự phối hợp mang lại thành công khác, thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất và hiệu quả. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Khánh Huy cho biết, ban đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch triển khai đề án thí điểm cửa khẩu thông minh. Vị trí thí điểm dự án là tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 đến 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088-2 đến 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghĩa Việt Nam, Hữu Nghĩa Quan ở Trung Quốc. Hiệu suất thông quan hàng hóa tại khu vực mốc 1119 đến 1120 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trung bình 700 đến 800 xe trên ngày. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 30 tỷ USD, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2023.
Xoay quanh thông tin về việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả vào cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 19 tháng 8, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng chứng kiến lễ ký 14 văn kiện được các ban, bộ ngành trung ương và địa phương hai nước ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước lần này, bao gồm: 1. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Học viện Hành chính Quốc gia, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 2. Bản ghi nhớ về việc hợp tác công nghiệp giữa Bộ Công Thương, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 3. Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 4. Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Y tế Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác y tế. 5. Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc về tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin về nghiệp vụ ngân hàng. 6. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dừa tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 7. Nghị định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về yêu cầu kiểm dịch và sức khỏe đối với cá sấu nuôi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. 8. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đối với sầu riêng đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 9. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Quốc gia, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về thúc đẩy các dự án hợp tác phát triển trong lĩnh vực xã hội và dân sinh. 10. Công thư giữa Bộ Giao thông Vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về nghiên cứu tính khả thi của dự án viện trợ kỹ thuật lập quy hoạch hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hà Nội. 11. Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tân Hoa xã nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 12. Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác giữa Đài truyền hình Việt Nam và Đài phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc. 13. Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Quản lý Trung Y Dược Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực y dược cổ truyền. 14. Bản ghi nhớ về chương trình trao đổi báo chí, truyền thông giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Toàn quốc Trung Quốc giai đoạn 2024-2029. Hai văn kiện tuyên bố tại lễ ký kết gồm: 1. Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Nhân dân tỉnh Hải Nam, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 2. Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Nhân dân tỉnh Sơn Đông, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sau hơn 30 năm thực hiện bình thường hóa, đặc biệt là sau hơn 15 năm kể từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008, đến nay đã có những bước tiến nhanh chóng và ngày càng sâu sắc, toàn diện trên các lĩnh vực. Từ đầu năm 2024 đến nay, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, không khí hợp tác lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Hai bên đều đánh giá quan hệ song phương đang ở mức độ sâu sắc, toàn diện, thực chất nhất từ trước đến nay.